cũng rất đặc biệt. Giống như là lấy lại những gì đã mất anh. Kế bên thì thưa quý vị, theo phong cách thời trang châu Âu cổ điển với hình tượng ma cà rồng vampire. Hội tẩm quốc hàng trống đó. Em biết tham gia chương trình sẽ ngồi lâu cho nên em chuẩn bị sẵn anh. Hôm nay em rất là đẹp và em cũng là một trong những cái khách mời mà thường xuyên nhận được những cái comment rất là tốt từ khán giả. Họ nói là nhìn Gil ít nói vậy thôi nhưng mà nói ra thì câu nào cũng sâu sắc hết. Như vậy chắc chắn khán giả cũng đang thắc mắc là Gil phải là một người khá là tinh tế và từng trải trong tình yêu. Vậy thì không biết cái điều đó có đúng hay không? Dạ, cái đó thì cá nhân mình nói thì chắc là mình sẽ không bao giờ kiểu nghĩ là mình có tinh tế hay không. Thực ra em cũng không muốn là một người có quá nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Bởi vì có quá nhiều trải nghiệm trong tình yêu có nghĩa là mình đang không hạnh phúc, vẫn còn bấp bênh. Cho nên em vẫn hy vọng là cái gì mà em cảm nhận tình yêu nên như thế nào và em mong muốn tình yêu như thế nào thì em chỉ chia sẻ cảm xúc của em thôi. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ vẫn ủng hộ. Và ngày hôm nay em quay lại đây, em có một vấn đề là em nói giống như là khán giả thì nói là em nói những câu rất là đúng hoặc là đoán ngay lúc đầu đúng lắm, nhưng mà lần nào em dơ bản là cũng sai hết trơn. Sai hết trơn. Thật ra không sao đâu Gil. Dạ. Cái phần mà dơ bản lên á, nó chỉ là lúc đó cảm giác mình sao mình nghĩ vậy thôi. Quan trọng là những lúc em chia sẻ đó em nói đúng. Dạ. Cái cảm xúc của người chơi mà người ta cần cái lời khuyên của em. Anh nghĩ trong tình yêu chắc em bị ấm áp lắm nhờ. Sao em bặm môi dữ vậy? Anh Hành đang muốn biết cái gì đây ta? Không phải, chắc là nó ấm như cái bộ đồ em đang mặc vậy đó anh. Dạ, quần da, áo nhung này. Yeah. Tuyệt vời. Dạ. Ở trường quay bữa nay 45 độ. Rất ấm. Anh sợ không anh? Người ta mới bước ra coi chừng làm lem phấn, người ta bây giờ người ta sắp có một cái sứ mệnh rất là quan trọng anh ạ. Nãy Giang cũng bảo là Giang có một cái gu thích là người bình thường theo kiểu là không trong showbiz hoặc là không nó quá hào nhoáng. Nó nên thế. Dạ đúng rồi. Sẽ có thể ý. Được. Giờ nhà gái bắt đầu khó nè anh. Thì quá kỹ á, quá kỹ tính mà. Quá... Tím hả? Tím stop. Còn Gil thấy sao em? Thì giống như là anh Huy quan sát thì em có thấy là bạn này cũng có một cái sự chỉnh chu. Chỉnh chu trên chữ chỉnh chu nữa là rất kỹ những cái tiểu tiết. Này một cái gì được đi quay mà quần áo là cũng brand các thứ rồi, hoa nhá. Chắc ở nhà cũng skin care rất là nhiều. Một trên hai lỗ tai nữa kìa anh. Em thì cũng không nghĩ là tím thì chỉ là bạn này là một đứa chỉnh chu thôi. Nhà gái kỹ quá. Ca nha. Tới giờ nó chỉ... là chỉ có một hộp bên một tay thôi đúng không? Có thể cái này không biết là còn không, nhưng mà trong thế giới màu tím á thì mọi người thường có một cái định hình nhau hồi xưa thôi là sẽ bấm một bên tay và chỉ đeo một bên tay để mà ủa nó có lời kiểu... nguyện cho cái đó hả? Không phải, để dễ nhìn nhận nhau anh. Hiểu của nhóm. Dấu hiệu nhóm. Không, em không có. Nhưng em mà cũng... em không nhớ là bên trái hay bên người phải. Virus mà em còn không có cái nào đó. Khi không để ý lại là em gái của em không. Nhiều khi em hiểu virus có nghĩa là Giang lúc nãy Giang nói là Giang bây giờ cũng đã mạnh mẽ bao nhiêu lâu rồi, bây giờ Giang muốn nhõng nhẽo, muốn có người take care. Nhưng mà bạn này đang tự take care bản thân mình quá nhiều, đang đúng dành rồi. Quá nhiều thời gian nói cho bản thân. Nói em nghe nè Gil. Dạ. Giang nó biết cách hết á. Nào thôi. Cái gì? Được bắp, được. Cười. Anh nhau. Cái gì? Anh vừa. Ê. À, không. À, em ơi. Không. Để cho đề khi nó nói. Dạ em thì thực ra mọi người nãy nhìn nhận em cũng thấy đúng, anh thật thà thật trong lời nói kể cả cái clip. Nhưng mà cái lần này thì em nghĩ là màu tím ạ, cảm nhận của em thôi. Bởi vì anh có một sự ấm áp và trong nội tâm. Tiêu rằng về cái tím đó đúng không? Chứ đúng rồi, là... nhưng mà cái sự dịu dàng này nó không phải là gọi là bóng bẩy, nhưng mà nó Gil. Nếu mà đứng lắc trà sữa, the way he lắc, very man. Hồi nãy mặc áo polo các thứ là vẫn có cơ bắp, vẫn là một người có tập luyện thể thao, vẫn là chăm chút về sức khỏe đó. Nhưng mà cảm nhận thôi, cái gì nó cũng là cái cảm nhận đầu tiên. Khi mà nếu mà em nói là ngồi cạnh Giang có hợp hay không thì em thấy hai người này hợp. Hợp là hai người bạn ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Là hai người bạn ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Trải lòng rất là nhiều. Thì cảm nhận không, không sao. Hôm nay là đọc vai ác mà. Đó, nó cầm thiết nhà cường bản. Nhà gái hôm nay phải căng lên xíu chứ anh nhờ. Ok, chống gậy lên nào. Hợp. Màu gì? Tím. Mình cứ chọn đi, mình được thay đổi anh. Dạ, Hành không, đó là vòng đầu luôn là cái một cái cảm xúc đầu tiên nhất. Dạ. Sorry mọi người, ý là luôn mà là một cái cảm xúc mà bất chợt nhất khi mà mình xem clip. Mỗi người có một feeling. Dạ đúng rồi. Nên trái chiều một tiếng. Nobita. Vâng, em đây. Em thì em thấy là ngay. Have you ever seen that? Yeah. Có. Bất có. Sully là from Singapore. Vâng. Đặc biệt là về Singapore. Chết rồi. Nobita nói một cái điều mà
đề khi đồng ý hả? Linh Hua đề khi hay là tiếng đi? Linh Hua đề khi. Tại thực ra em cũng không phải là bạn, nhưng mà em đã từng lắng nghe một vài câu chuyện của những bạn trong giới, là có những cái bạn làm về business rất thành công, rất là giỏi, rất là giàu. Họ làm việc rất là chăm chỉ, cho nên cái chuyện tình cảm họ thường ít nghĩ tới. Nhưng mà nên thường những cái người đàn ông mà thành công này, có sự nghiệp các thứ rồi họ mới nghĩ tới chuyện tình cảm. Thì lúc đấy họ mới phát hiện họ là ở xu hướng giới tính nào vậy đó. Thì kiểu vậy, họ tập trung vào cho sự nghiệp mình trước. Trời ơi, em không lẽ tập trung sự nghiệp tới mức độ không biết mình là ai? Anh không đồng ý điều đó nha em. Ê, đi khi ơi, bữa nay anh đã phá em nha, bậy nha. Có những người thật sự họ không em, họ chỉ có cái là họ gác lại, họ tạm yêu thôi. Chứ còn cái chuyện mình là cái gì là phải biết nha em nha. Không có nói vậy được. Ừ. Không, có mà. Singapore. Nhưng bạn này không, cái đó là cái một, có một cái luồng suy nghĩ thầm kín chạy qua. Ôi, đi khi làm gì không được bây giờ. Không, anh hâm lâm hay cho em lực bánh tráng xíu anh. Nhưng mà đã có người nói ra cái điều đấy thì em nghĩ là thì ra không phải là bất chợt em có một cái suy nghĩ như vậy. Okay. Giống như là em chỉ định hướng thêm với cái idea của nhưng anh Barrett. Nhưng mà cuối cùng đó là nói về cái công việc này và cái sở thích của anh ấy, từ golf cho tới đua xe tới bạn bè hangout các thứ á, thì em thấy bạn ấy thực sự enjoy cái cuộc sống này và bạn ấy rất là vừa chăm chỉ mà vừa vui nữa, giống Giang. Có một cái rất là giống Giang, có thể là làm việc là lao đầu vào là làm rất là tập trung, nhưng mà khi chơi Giang cũng là người ở ngoài chơi với bạn bè, chơi với lại tất cả mọi người rất là hết mình và có nhiều cái sở thích thú vị. Thì em nghĩ là maybe em muốn có một cái cơ hội cho bạn em. Cũng mà đầu óc em trống rỗng. Anh còn trồng rau nuôi gà nữa rồi. Trời đó. Ơi đó. Đề khi em đã nói đúng rồi. Trời ơi. Em xin lỗi anh, vẫn cho em đi ưu tiên được không? Đây là fan của Hà Cánh thôi anh hay sao? Trời ơi à. Không, nhưng mà nếu mà xem về con số á, thì thật sự ngày hôm nay thấy khán giả gần như là đều muốn xanh hết, xanh hết thật. Cho Giang. Trời ơi, thật sự là xanh hết luôn. Đây từ nãy giờ có chênh lệch nhau 1-2% mà bị là hơi bị khó kiếm đó. Ở đây chứ đâu. Theo như đây kỳ thấy. Thôi nha, hôm nay thì cảm giác thất bại tiếp nha. Ông cậu đừng có nói như vậy. Nhưng mà ngồi đây kỳ. Nói đi đây kỳ. Cậu nói đi. Cái này thì chắc cảm nhận là loại được cái đã có chủ. Tại em cũng nhìn còn non nớt, vui vẻ, dễ thương lắm. Nhưng mà... Tím hả? Kiểu... Tím đây, vô đi. Trời ơi. Khoan, đang kêu. Em đang chạy, số hay là... Chạy. Hai người vô trước làm như kêu chạy số không? Radar. Cậu vô đi. Đồng bé thì sao? Nãy giờ em cũng mới đi là hình như cũng có bấm một bên lỗ tai vậy anh. Đó. Ui. Cùng phía tới lại anh số 1 luôn. Còn bấm không anh? Trời ơi thôi chết rồi đi khi. Một bên. Có hả? Tôi không có cái niềm tin và các bạn cố gắng này. Mà đi khi anh nói thiệt nha, cái thông tin của em đưa ra anh mới biết lần đầu tiên luôn á. Cái đó là rất rất là lâu rồi anh, khi mà cộng đồng giới tính thứ ba họ có quá nhiều cái sự khắt khe nhòm ngó và họ muốn có một vài cái đặc điểm nhận dạng. Yeah, cái đó là cái em được nghe cũng từ hồi em còn rất là lâu rồi. À đúng rồi. Ủa? Em người yêu. Tại sao cậu lại phản bội tớ? Đi khi phản bội hả? Đâu có đâu. Nãy giờ đi khi toàn là nói một đằng là một nẻo hai ba lần rồi nha. Em nói với anh rồi, tất cả những số trước em nói một đằng rất đúng, xong tới khi em giơ bảng Trung Quốc thì em giờ hôm nay phải làm ngược lại. Ok. À, có lý. Dạ. Em cái hỏi này em là nó rõ ràng. Bây giờ trong nguyên một cái dàn người, có ai mà làm cho gia đình mình trở nên đoàn kết như anh ấy không? À. Là một lần nữa xin vé chăng? Là ưu tiên em. Cho em hỏi, và cái hành động đeo nhẫn lúc nãy là như nào ạ? Là hai anh có tin vui rồi thì em muốn... Cũng... Ok. Nhưng mà cho hỏi là cái sự tham gia của bạn là do bạn này... Có biết sao hôm nay xanh ra chương trình mà em cầm theo cái cây này chưa anh? Cho nó bỡ sốc quá. Em đứng không dẫn luôn á. Có hai người phải... Trời tự nhiên nóng quá vậy, tự nhiên nóng. À, thí dụ là phải đi nhỉ? Đầu tiên. Nghe kính đạo rất khó, cái không ai muốn nước vậy luôn. Suka, bỏ bạn đi em. Nguyên bộ đồ xanh lá cây ngày hôm nay thể hiện rồi như thế nào đấy anh phải lại anh nắng thử thôi cho hai người đàn ông quyết đấy. Sầu riêng hả? Em thích nghĩ là sau hôm nay thì ngoài cái nha khoa này thì anh mở thêm một cái thẩm mỹ viện nữa nha. Cái mặt đề khi lên đi anh ơi, em khỏi chỉ ai hết lên. Ủa mới chị em hả? Để đề khi nữa lên. Có lên mình tin bạn làm được mà. Chọn ai cái gì cũng được, bên nào cũng có cái thú vị hết á. Anh làm bánh đi kêu. Làm bánh. Rồi làm bánh đi. Làm bánh. Mời làm anh bánh nha. Đừng có chọn cái gì mà nó nhô lên. Thử coi còn trái sầu riêng nào sót lại không. Cái bên là cái bịch mắm. Yeah. No. Có cái gì đâu mà la làng. Orange.
Đúng không? Có gì đâu mà lo là. Okay. Nhưng truyền bằng chá. Trên cơ thể còn chỗ nào gọi là tráng nữa không ta? Hết rồi, không không, không có đâu. Nó hơi tròn anh nhé. Rơi làm lại đây. Rơi là làm lại nha. Wow, wow, wow. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lớn. Tao nhìn anh chơi game, anh nhìn men thế nhở? Trời ơi, chết. Wow, wow. Sai, làm lại. Sai, chưa vô câu, làm lại. One more time, làm lại. No. Sao nãy anh thấy có cái hành động mình giật cái tô của em đâu? Anh chỉnh cái tô lại cho chính xác. Anh mà thương em là anh chỉnh hướng cho em rồi đó. Anh, tại vì anh được kéo ra đây anh sợ nó rớt á. Lại anh. Maggie, bạn làm tốt rồi. Cố lên. Lần nữa nhé. Vô. Anh chỉnh rồi. Ok mọi người. Giữ tay. Ông okay. Nhìn anh ngày chơi game man lắm. Rất man, rất tập trung. Rất tập trung. Mà rất là nhanh. Không bị quyến rũ bởi nhan sắc của Deki à. Chết rồi Deki ơi. Được rồi, gần được rồi. Cho. Anh Giang mà không được. Vừa lắm. Rồi, cảm ơn Deki. Mẹo chết thật, chơi game cứ như kiểu gì. Doraemon là chơi màn cuối. Đấy cam, đấy cam này nè. Đâu rồi ta? Đấy thằng riêng đâu rồi ta? Đây, tôi đây Deki, cảm ơn em. Cái gì mà nhẹ hiểu chơi cái gì. Tức quá rồi, tại sao tức mình tôi sống riêng vậy? Đó, đây. Sợ chơi hên quá. Hay lắm. Cái này em chia sẻ thật nha. Em biết là cái giá trị của mình, nhưng mà em luôn có một sự tự ti là cái người đàn ông mà họ giỏi ấy, họ sẽ lựa chọn những cái người phụ nữ khác. Không có cái lý do tại sao họ phải chọn mình. Nếu như ngày mai họ cho mình một cái sự thất vọng thì em không tỏ. Chỉ ngồi đây thôi chưa chọn ai mà Giang đã nghĩ ra được tất cả những cái kết quả, thậm chí là xấu nhất rồi. Thì tại sao mình đã thấy trước rồi thì chắc chắn là mình sẽ có cái sự chuẩn bị tâm lý luôn rồi. Nhưng mà đang sợ tan vỡ, hiểu không? Nếu mà sợ tan vỡ là tại sao Giang ngồi đây ngày hôm nay? Đón xem phần 2 tập đặc biệt của Người Ấy Là Ai sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 trên kênh HTV2.